Lần đầu tiên Hồ Việt Trung xin được gửi lời chào đến tất cả khán giả của Bob Music. Hiện giờ Hồ Việt Trung đang cùng Ato Film đang thực hiện một MV mới. Sau những thành công của Đại Náo Võ Đường thì hiện giờ Hồ Việt Trung đang vào vai một bác sĩ thẩm mỹ. Và trong MV này Hồ Việt Trung đã ấp ủ từ lâu. Và MV này thì hiện giờ Hồ Việt Trung đang quay. Và bên cạnh Hồ Việt Trung hiện giờ đang có những hot girl rất là xinh đẹp. Kính thưa quý vị, Hồ Việt Trung đã lên dự án của MV Sắc Đẹp này từ đầu năm 2014. Nhưng đến cuối năm thì Hồ Việt Trung mới thực hiện được MV này. Vì Hồ Việt Trung muốn gửi đến quý vị vào đầu năm mới của năm 2015 là một MV hài cực kỳ đặc sắc và vui nhộn. Luôn luôn bên cạnh Hồ Việt Trung để cùng Hồ Việt Trung thực hiện thành công MV này. Rất mong là khi MV này ra sẽ được quý vị đón nhận thật là nhiệt tình. Cũng như xem những MV hài hước của Hồ Việt Trung và bấm subscribe nhé. Xin cảm ơn nhiều.